Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây rồi, ui, đây rồi, tầng 2 à? Ăn tạm liệu nha em ơi. Ui dồi ôi, trời ơi. Làm ngay quả liệu săn mạng đầu tiên anh em thấy ghê chưa? Đậu xanh. Nó lại ngon quá nhỉ anh em. Thế là cái mạng đầu tiên thì kẹo hạ gục nó cực kỳ là easy, quá là dễ luôn. À để mình xem, có thể là mình sẽ đổi qua súng AN94 để sấy tạ. Thằng nào đó chạy qua đây anh em ơi. Một thằng nào đó chạy qua đây, hình như là căn nhà này. Đây rồi à? Ok đã xong. Có được mạng thứ hai rồi nha anh em ơi. Thằng này có M1 nhá. Ok. Như vậy là kẹo vừa đổi qua M1 hồng nha anh em. Ui nó gài mìn này. Gài mìn hơi trễ rồi nha em. Đậu xanh ghê như này thì kẹo chịu rồi các bạn đây. Các bạn chơi ghê quá đấy. Là mình sợ đấy. Let's go nào những người anh em. Chạy lên phía trên thử coi nào anh em ơi. Wow. Còn lại đó là 30 người chơi nữa anh em ơi. Ui đậu xanh. Mình sẽ lượn lờ và kiếm mạng nào anh em. Từ cái hôm mà mình quay trở lại game Free Fire thì mình cảm giác là đậu xanh chơi game lại khó khăn hơn hẳn. Đơn giản là vì mình chơi ngu mà, là hay bị giẫm mìn anh em ơi. Đấy, làm cảm giác game nó khó khăn hẳn. Mình sẽ lên trên phía cánh đầu nha anh em ơi. Ui ok. Tới đây anh em ơi. Đó. Lên phía trên cánh đồng cái đã nhá. Không một ai cả. Wow. Nó lại vắng quá nhỉ các bạn ơi. Mình sẽ qua thử mấy khu này con nào. Wow. Chưa thấy một ai cả. Ui buồn ghê. Hầu như là mình kiếm một con xe máy mình chạy nãy giờ là có được 2 kill thôi nha em ơi. Ngoài ra là khu cánh đồng này thì người ta ít khi nhảy ấy, nên là đâm ra là chạy qua chẳng thấy ai cả. Ui buồn ghê cơ. Thế mới chán anh em ạ. Đây rồi nha em. Mình sẽ chạy lên phía 150 để thử coi nào. Đâu rồi, chưa thấy người đâu cả. Em mới kiếm được một con ô tô thì mình sẽ săn mạng nó tốt hơn anh em. À, tiếng xe. Có tiếng xe mọi người ạ. Wow. Tiếng xe thì hay rồi. Mình sẽ chạy lần lượt ở mấy khu này con đó. Không một ai cảm thấy buồn cơ anh em. Còn không có xe nữa cơ. Toàn là xe máy thôi nha em ơi, khu này cũng là một chiếc xe máy này. Nhưng mà kẹo là một cái mạng cơ, đâu có một kiếm xe đâu. Chắc là mình sẽ phải qua cái đảo bên cạnh coi nha em ơi đấy, qua đảo bên cạnh nha anh em. Thì mình sẽ kiếm xe dễ hơn nhá. Ơ chưa thấy xe luôn cả, thế thì ghê rồi. Đây, kẹo sẽ tiếp tục đi săn mạng nha mọi người. Quả đậu xanh. Ngày hôm nay là mình tranh thủ mình đi kiếm mạng mà không thấy ai cả đây. Ui dồi ôi, không biết là mấy ông này chơi kiểu núp kiểu gì vậy. Núp kiểu này thì bao giờ mới chết hả anh em. Con kẹo chạy từ nãy giờ săn mạng này không có một ai này. Ủa. Chán vậy ta anh em. Làm quả cứ cầm xe máy chạy dâu như này. Có khi lại bị cho nó bắn sấp mặt đấy chưa anh em. Căng mà anh em. Đây mình lại lờ qua cả trung tâm vẫn chẳng thấy ai cả. Nên có lẽ là mình sẽ tiếp tục qua cái khu vực sân golf bên này nha anh em. Đấy sân golf này bên này là có một cái khu, đó là khu công xưởng nữa. Thì cũng khá là ổn nha anh em. Đây. Chạy đi sân mạng nào anh em ơi. Wow. Đây đây. Có phía này. Không có một ai cả. Buồn ghê cơ. Ủa tại sao mà cái ngày hôm nay mà tôi muốn đi kiếm mạng ấy mà không kiếm được ai cả. Ủa. Đây anh em ơi, đổi qua xe mới chạy tạm chắc là nó ổn hơn này. Chứ còn là xe máy này thật sự là kẹo cũng hơi bị sợ đấy.
Ít ra là xe này cũng dễ sấy nhưng mà nó ngon hơn xe máy một xíu nha anh em. Đấy, chạy lách là ổn thôi. Mà nếu như bị địch bắn thì xuống xe cho rồi anh em. Chạy qua phía này con nào anh em ơi. Phía này ngoài này kẹo chưa thấy một ai này anh em ơi. Úi dồi ôi. Để coi. À đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Thanh niên quần hồng à? Em ơi quần hồng à? Em ơi quần hồng à? Quần hồng à em ơi. Gạ team up với anh à? Sai người rồi nha em ơi. Nãy giờ là anh thiếu thốn mạng quá đây là. Không có gạ team up gì hết nhé em ơi. Ok các bạn. Có được thêm một mạng nữa nha anh em. Công nhận là từng mạng với tôi nó khó khăn quá nhỉ anh em. Thanh niên tự nhiên chạy qua làm team up à? Team up thì cũng xanh mộ nha em ơi. Không có team up gì hết nhá. Đây mọi người ơi. Mình sẽ lại tiếp tục lên xe và đi săn mạng thôi nào. Ok let's go nào các bạn ơi. Đây. Chạy qua mấy khu này coi anh em ơi. Mình muốn kiếm một con xe hai chỗ cơ. Đây đây. Ví dụ như là con xe này chẳng hạn. Xe này chạy quá ổn rồi anh em ơi. Đó. Mà tốc độ mình dùng con xe này thì lái kinh hồn rồi. Let's go anh em. Ôi bên này có tận hai xe cơ. Các bạn là người không thấy thôi. Chứ còn là kiếm xe thì dễ dàng ấy mà anh em. Này này. Đây nâng lên cái giáp chống nổ cái đã. Chạy cho nó an toàn đấy. Là khá được phóng lựu một xíu. Ủa có xe hả? Qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Đúng rồi qua đây em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi qua đây em ơi. Úi dồi ôi. Tính đâm anh à? Tính đâm anh hả? Thanh niên này đậu xanh mới tính chơi anh mà dễ à? Úi dồi ôi. Nhìn đáng thương chưa này các bạn ơi. Hòm xác lơ lửng này. Làm quả đáng thương nhỉ anh em. Thế là tự nhiên mấy con xe ngon này mình sẽ phải quay lại chỗ cũ và lượm con xe mới nha anh em. Đấy đấy. May là ngoài này nó có tận hai con xe nên là kẹo cũng chẳng ngại gì cả anh em ơi. Quá ổn. Trời ơi, cứ phải gọi là tuyệt vời nhá. Đây nha, lên xe nào. Cùng kẹo đi xe mạng nhé mọi người. Đây đây. Chạy thôi nha em ơi. Nó lên phía này luôn nhỉ. Ui, ngoài này có ngay một cái thính này anh em ơi. À, chà 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 chà. À thằng này. Làm gì vậy? Ui. Em ơi, làm gì vậy? Em ơi làm gì vậy? Ui em ơi làm gì vậy? Em ơi làm gì vậy? Đừng. Đừng làm như vậy. Ok, hack xong rồi nha. Đã bảo là đừng làm như vậy mà nó định kêu mình anh em ạ. À. Sợ thật. Sợ thật anh em ơi. Ui thằng này có những bóng keo quá nhỉ ngon. Ơ mình có cốp bánh từ nãy rồi anh em ơi. Không phải lo lắng lắm. Đấy. Cứ lượm thêm một ít bóng keo nhỉ. Vứt đạn xuống chưa đi. Lượm thêm bóng keo tí nữa sẽ cần nha anh em. Đây bây giờ thì kẹo lượm thêm đạn xuống trường nha. Và let's go. Tiếp tục lên xe. Và lái xe đi săn mạng thôi nào anh em. Ơi. Lại thôi nha em ơi, đây. Chạy lên phía trên nào mọi người ơi, còn lại 13 người chân nữa ở trong cái ván đấu này nha anh em. Đây anh em ơi, ui dồi ô, đây rồi anh em ơi. Đấy, mình sẽ chạy qua cầu nha anh em. Ui dồi, let's go. À, đừng ra mẹ, tuyệt vời. Thôi xong. Đùa chứ, nói thật là với nhau là sang tận phiên bản OB15 rồi nhưng mà vẫn gặp cái lỗi đứng hình thì cao chịu rồi. Cảm giác chán nản game quá cơ anh em ơi. Sang OB15 vẫn gặp lỗi đứng hình kẹo quá chán rồi anh em ơi. Mình sẽ chạy lên trên này con nào anh em. Wow. Chỗ này là nghe vườn NG nên là mình sẽ chạy lách ra một xíu này đấy. Chạy cẩn thận nha. Wow. Ui dồi ôi. Buồn ghê cơ các bạn ơi. Mình sẽ xem là mình sẽ kiếm thêm mạng nha anh em. À, chà. Ủa? Có xe ở đây này anh em ơi. Bây giờ là mình có giáp trắng rồi nên mình cũng chẳng thiết tha mình ăn giáp thêm làm gì cả. Nhường lại cho các bạn tiếp theo nhá. Quan trọng là kẹo cái mạng thôi, còn lại là nhường lại cho tất cả các bạn rồi nhá. Đây. Trong UAV không có mặt ai nhá. Anh em nghĩ là kẹo có nên chạy xuống cái khu vực dưới này coi biết đâu là sẽ có người nha anh em, cứ kệ đi. À ngay phía sau. Ngay phía sau có một đứa nha anh em. Đây vòng lại luôn này. Phía sau này hả mơi. À nó vừa bắn nổ UAV.
Thằng này to gan gớm nhỉ anh em, bắn nổ UAV cả. À đây, làm gì vậy? Xuống xe em ơi. Anh đã bảo rồi các bạn, xuống xe không chịu này. Ui, xuống xe không chịu này. Ui, xuống xe không chịu này. Đậu xanh này. À, mày chạy à? Mày chạy ám à? Ok, mày chạy với anh à? Đậu xanh mày chạy với anh được à? Đậu xanh mày chạy với anh được à? Chạy với anh được à? À, thằng này hay. Thằng này hay này. Xanh mộ cho em mày nói nãy giờ rồi. Làm tự nhiên là mình phá cái xe kia một xíu anh em ơi. Nát hết cả xe rồi. Đậu xanh còn lại có mỗi 70% cái lượng chống chịu sát thương thôi anh em ơi. Ngon. Bây giờ là kẹo đã full đồ tím rồi anh em ơi. Anh em hãy cùng xem sức mạnh của full đồ tím trang bị súng trong cái Free Fire nha anh em. Trận này thì quẩy hay rồi anh em. Ui, bên trên nó lại là vùng NG nên là mình sẽ chạy lách qua phía này nha anh em. Đây còn lại 9 thằng nữa này. Cố gắng kiếm trận top 1 nhỉ các bạn. Wow. Qua phía này con nào. Úi dồi ôi, không có bên ai cả. Chạy qua bên này vẫn chưa thấy ai nhá anh em. Thế cứ chạy xuống phía dưới cái đã nha. Ui, đây. Ui, lại phá xe nữa rồi anh em ơi. Ui, trời ơi là trời ơi. Phá xe nữa thì buồn quá rồi anh em. Đây các bạn ơi, cùng kẹo xem đi kiếm xe nào anh em ơi. Kiếm xe chạy dâu nào anh em ơi. Không có đứa nào chạy xe cả. Chắc là chúng nó vẫn chạy bộ thôi anh em ơi. Đây mọi người, kẹo sẽ cố top 1 nhá. Ủa không thấy một ai luôn cả. Ghê vậy. Ở đây trên này. Ở mãi trên này cả. À, ít nhất là có hai đứa ngay phía trên nhá. Đây đây, mình là 3-4 đứa này. Ui, ghê vậy. Ghê vậy anh em ơi. Ui, ghê vậy anh em ơi. Ghê vậy anh em ơi. Ghê vậy anh em ơi. Ui, ghê vậy anh em. Đã xong nhé. Ui, bị lỗ lịu hả anh em. Phần này là bị lỗ lịu rồi. Không sao cả đây. Đấy xe. Ơ, bây giờ là thi thoảng là trên xe nó gặp lỗ anh em ơi. Trên xe lại không bơm máu được. Ủa, chán ghê ta anh em. Hình như là đang gặp lỗi nhỏ của game Free Fire anh em ơi. Trên xe là anh em sẽ không được máu nhá. Đấy, trên xe không được máu thì chán quá rồi anh em ơi. Wow. Đây rồi anh em. Lên xe và mình sẽ chạy đi kiếm mạng nào anh em ơi. Rồi ôi, let's go. Ơ hẳn là không có ai cả. Không có ai thì chịu rồi. 4 mạng nữa nha anh em. Cố gắng thì săn nốt 4 mạng nữa rồi là đấy, kiếm top 1 luôn. Đấy, kiếm top 1 luôn ở trong cái ván đấu này nhá. Trời ơi, để coi nào anh em. Không có ai cả. Đây anh em ơi. À, chà chà. Không biết là chúng nó chạy đâu cả rồi cơ. Khi mà hiện tại không thấy ai thì quá buồn rồi anh em ơi. Không thấy chúng nó đậu cơ. Đậu xanh. Thế là các bạn ơi, các bạn đừng núp nữa please. Đừng núp nữa please. Các bạn ơi hãy chạy ra ngoài nào. Ui. Thôi mấy anh ơi em sợ rồi. Mấy anh ơi em sợ rồi. Đừng. Đừng mấy anh ơi em sợ. Đừng bắn gì ghê vậy. Từ từ thôi chứ. Lúc nãy tôi không nói thôi. Bây giờ các ông bắn ghê như này tôi chịu rồi đây. Ông giỏi ông qua đây, đúng rồi. Ông giỏi ông xuống đây. À, xuống đây, đúng rồi. Ông giỏi ông xuống đây nào. Ông giỏi ông xuống đây, à, dựng bom keo cả. Ok, xanh mộ nhà em ơi. Đã bảo rồi mà không nghe cơ. Đúng rồi, để con nào. Ui, bạn em mình sợ, có bên này này. Hay có bên này này bạn ơi. Thùng này à? What the hell, thùng dầu à?
Đậu xanh hay là thùng rau? Ui, hay là thùng rau cả. Thế thì ghê rồi. Ghê quá anh em ơi. Kẹo cũng sợ đấy mà anh em ơi. Kẹo cũng sợ đấy mà anh em. Ok ok. Có mấy quả băng kèo nhá. Làm gì căng hả bạn ơi? Nó chỗ nào vậy nhỉ anh em? À hình như là sao mấy cái thùng ở đây à? Đậu xanh. Ra ngoài đi em ơi. Không phải các bạn ơi. Thôi chạy qua cho rồi. Chạy qua nhanh vào luôn nào anh em. Nó cũng đang chạy qua phía hông này. Ui đậu xanh vào bò trước cái đá. Vào bò trước cái đá anh em ơi. Kệ cho nó nha. Vào bò trước cái đá cho an toàn nhé anh em. Đấy. Gì thì cũng phải từ từ nha. Đậu xanh nó ngay trong nhà này anh em. Đây rồi các bạn đây. Ok đã xong. Đây à? Ủa đây hả? Ủa đây hả? Ghê vậy. Ghê vậy anh em ơi. Ghê vậy anh em ơi. Ui giời ơi. Nhân giống ra nha anh em. Ui giời ơi. Quả thân mọi người ơi. Trời ơi đã được tôi một rồi nha anh em. Trời ơi. Nào ăn mừng 19 mắt xem nhá. Quả thế nào anh em. Quá là điều bình thường luôn anh em ơi. Như vậy là trận này thì kẹo đã được top 1 với 11 kill rồi nha anh em thấy ghê chưa đây đấy. Làm quả pha cuối thì cái đang định bóng lốp mình thì mình bị ăn lại cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.